Xin chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Tây Ban Nha, bài thứ 5. Sẽ có thêm nhiều bài tập đa dạng kiểu ghép hình nè, kiểu trắc nghiệm nè, kiểu điền vào chỗ trống nè, vân vân. Vừa vui, vừa để các bạn nhớ bài một cách tự động mà không cần phải cố gắng. Hãy tham khảo trang web edumi.vn nếu bạn thích tiếng Tây Ban Nha và muốn luyện tập thêm nhé. Bạn không cần phải lo lắng, sợ mình sẽ không nhớ bài. Khi lượng kiến thức mới nạp vào ngày càng nhiều, chúng ta học đến đâu sẽ nhớ luôn đến đó các bạn ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học đếm từ 0 đến 5 trước nha. Bắt đầu nào. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Trong tiếng Việt thì không có sự phân biệt giữa số ít và số nhiều. Một cái bàn hay nhiều cái bàn thì chúng ta cũng gọi là cái bàn thôi. Nhưng tiếng Tây Ban Nha thì chúng ta sẽ phải thay đổi chút xíu. Các bạn ghi chú cách chuyển đổi số ít thành số nhiều vào vở nhé. Chúng ta sẽ có hai trường hợp. Sẽ có trường hợp thứ ba nữa đó, nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt. Để khỏi quên thì mình sẽ đề cập ngay khi gặp trường hợp đó. Bây giờ chưa gặp chưa nói, để qua một bên cho khỏi rối các bạn ha. Rồi, đây là trường hợp thứ nhất. Khi cuối danh từ là nguyên âm A, E, I, O, U thì chúng ta sẽ thêm S phía sau. Ví dụ như hombre, chuyển thành hombres. Trường hợp thứ hai, khi cuối danh từ là phụ âm là không phải A, E, I, O, U đó, M, N, R, T, S gì đó thì chúng ta sẽ thêm ES. Ví dụ như mujer, đổi thành mujeres. Ở bài 4, chúng ta đã học mạo từ xác định giống đực giống cái là el và la ở số ít. Khi chuyển sang số nhiều thì mình sẽ đổi thành los và las. Chúng ta có thể tóm tắt bằng bảng sau đây. Đến giờ thực hành rồi, cũng như lần trước, các bạn hãy điền vào chỗ trống sau đây. Một quyển sách và nhiều quyển sách. El libro y los libros. El libro y los libros. Một bé gái và nhiều bé gái. La muchacha y las muchachas. La muchacha y las muchachas. Một cái nón hay nhiều cái nón. El sombrero o los sombreros. El sombrero o los sombreros. Một cái váy hay nhiều cái váy. La falda o las faldas. La falda o las faldas. Người phụ nữ và những người phụ nữ. La mujer y las mujeres. La mujer y las mujeres. Chúng nó là ba đứa con trai. Ellos son tres muchachos. Ellos
Son tres muchachos. Chúng tôi là năm đứa con gái. Nosotros somos cinco muchachas. Nosotros somos cinco muchachas. Đó không phải là bốn cái nón. Estos no son cuatro sombreros. Estos no son cuatro sombreros. Đây không phải là một cậu bé. Đây là hai cô bé. Ella no es un muchacho. Ellas son dos muchachas. Ella no es un muchacho. Ellas son dos muchachas. Các bạn là những người đàn ông hay là những cậu bé? ¿Sois vosotros los hombres o los muchachos? ¿Sois vosotros los hombres o los muchachos? Chúng ta là năm người phụ nữ, phải không? Somos nosotros cinco mujeres. Somos nosotros cinco mujeres. Chào buổi sáng, ông có khỏe không? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está usted? Tôi tên là Maria. Rất hân hạnh được biết anh. Anh tên gì? Me llamo María. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Me llamo María. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Một khi chúng ta luyện tập đủ số lần cần thiết, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Tôi đã tập 9 lần rồi đó. 9 lần làm cùng một công việc, thì đương nhiên tôi sẽ nhớ lâu và thành thục hơn khi tôi làm qua có một lần rồi. Bù lại sau đó tôi cảm thấy rất là vui khi hôm nay mình đã tiến bộ hơn ngày hôm qua được 1%. Chúc các bạn đạt được 2%. Chúc vui và hẹn gặp lại. Chương trình được thực hiện bởi EduMe.